Quý vị, những ngày qua mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nhiều địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, đặc biệt các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang rất lớn. Tại Thanh Hóa, trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, có 15 hộ dân bị sạt lở, trong đó 2 hộ bị sạt nặng nhất phải di dời người và tài sản ra ngoài. 2 hộ phải khắc phục tại chỗ và làm ngập úng hơn 6,5 ha lúa, ngô, rau màu của người dân trong xã. Còn tại Nghệ An, mưa lớn gây ảnh hưởng lớn tới các xã, thị trấn ở huyện Quỳnh Lưu. Hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, nhiều tài sản, hoa màu bị thiệt hại, nhiều khu dân cư bị chia cắt. Theo thống kê ban đầu, toàn huyện Quỳnh Lưu có khoảng 3.400 hộ bị ngập nước, trong đó có 660 hộ dân phải di rời và 41 hộ bị cô lập. Gần 300 hecta ao hồ nuôi tôm cá bị mất trắng, có gần 5.000 con gia cầm bị chết và lũ cuốn trôi. Tại huyện biên giới Quế Phong, mưa lớn kéo dài khiến 22 hộ dân với 98 nhân khẩu ở bản Trăm Lẻo, thị trấn Kim Sơn bị ngập sâu, cô lập trong nước. Cũng liên quan thời tiết mưa lớn kéo dài khắp cả nước mấy ngày qua, tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, nhiều diện tích lúa hè thu đã bị đổ ngã, ngập úng, khiến năng suất giảm. Khó khăn lớn nhất bây giờ là tại một số khu vực lúa vẫn đang nằm chờ máy gặt đập liên hợp. Khoảng một tuần trước, hai công lúa của anh Trường ở ấp Cần Giờ 2, xã Tham Đôn đã chịu hạt. Thế nhưng cận ngày thu hoạch thì xuất hiện nhiều cơn mưa liên tục, làm lúa bị đổ ngã. Khi liên hệ được với chủ máy gặt đập liên hợp thì lúa đã nằm nước 2 ngày. Tuy nhiên, khi thu hoạch vẫn có thương lái đến thu mua với mức giá chấp nhận được. Đầu ra nói chung thì năm nay nó giá cả nó cũng ổn định. Nó không có mấy gì, coi như là không có cao, không có thấp đó. Coi như là trung bình cũng được. Giá cả về máy cắt á, thì 300 nói chung thì cũng hợp lý. Nó không có cao. Thu hoạch xong thì phơi đất lại thì có khả năng là xuống giống dưa hấu lại để thu hoạch Tết. Dù chưa thu hoạch nhưng thương lái đã đặt cọc trước cho ông Lý Đi ở ấp Cần Giờ 2, xã Tham Đôn, với giá 5.200 đồng 1 kg. Vụ này ông đi xạ 7.000 m2 giống OM18. Đầu ra thì ổn định, ông chỉ lo máy vào cắt lúa bị trễ vì khu vực này đang thu hoạch rộ. Mỗi năm là lý do là máy ở địa phương tuy rằng ít thiệt nhưng mà máy từ tỉnh ngoài nó vô nhiều và con dễ thu hoạch hơn. Tại bây giờ là cái máy gạt đập bây giờ nó ít quá đi và con thu hoạch không kịp. Vụ lúa hè thu năm nay, nông dân Mỹ Xuyên xuống giống được hơn 8.000 ha, đạt 102% so với kế hoạch. Với các giống lúa chủ lực như OM4900, OM18, Tài Nguyên, các nhóm giống ST. Hiện tại thì bà con thu hoạch đến đâu đều có thương lái đến thu mua. Tiếp tục trong thời gian tới, chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác thu mua lúa trên địa bàn của xã. Tính đến sáng ngày 24 tháng 9, nông dân đã thu hoạch được hơn 70% diện tích. Bà con cho biết là vụ lúa đông xuân sắp tới sẽ không gieo xạ đồng loạt, tránh tình trạng khi thu hoạch rộ dẫn đến thiếu máy gặt đập liên hợp như vụ này. Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 26 tháng 9 đến 6 giờ ngày 27 tháng 9, chưa phát hiện ca mắc mới dương tính với COVID-19. Trước đó, trong ngày 26 tháng 9, Hà Nội cũng không ghi nhận ca COVID-19 mới. Lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, thủ đô không phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ. Trong ngày hôm qua, Hà Nội xét nghiệm hơn 5.000 mẫu, kết quả đều âm tính. Số mũi tiêm trong ngày là hơn 80.000 mũi. Như vậy, Hà Nội đã tiêm tổng cộng 6,8 triệu mũi, trong đó hơn 1 triệu người đã tiêm mũi 2. Sau 4 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng, thành phố tiếp tục nới lỏng một biện pháp phòng dịch. Chiều nay, thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản cho phép người dân từ ngày mai được hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, nhưng không quá 10 người. Trung tâm thương mại, cửa hàng may mặc, thời trang, mỹ phẩm được mở cửa. Tuy vậy, các cửa hàng ăn uống trong trung tâm thương mại vẫn chỉ được phép bán mang về. Cũng một thông tin tích cực từ vùng dịch lớn nhất nước, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt xét nghiệm diện rộng từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9, mỗi ngày ngành y tế thành phố đã lấy hơn 1 triệu mẫu xét nghiệm. Đến ngày 25 tháng 9, tỷ lệ ca dương tính đang giảm mạnh, chỉ còn 0,2%. Đáng chú ý, số ca dương tính từ các mẫu xét nghiệm tại vùng cam đã giảm từ 0,6% xuống còn 0,3%, vùng đỏ giảm từ 0,7% xuống còn 0,4%. Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo biểu đồ tình hình dịch,
hiện nay thành phố đã qua đỉnh điểm của dịch cũng như việc chống dịch đang có hiệu quả rất tốt. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 9, các bệnh viện ở vùng xanh sẽ được trả lại công năng để tham gia điều trị bệnh nhân không phải COVID-19, trong đó có bệnh viện quận 7 và bệnh viện đa khoa Củ Chi. Trong những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, siết chặt theo chỉ thị 16, giá nhiều mặt hàng thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên gấp 3 lần. Đến thời điểm hiện tại, giá vẫn chưa có chiều hướng giảm mà có thể sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu mua sắm vẫn cao nhưng kênh bán hàng lại quá ít. Các ý kiến cho rằng, trong bối cảnh người dân thành phố đang khó khăn, để kéo giá thực phẩm xuống thì cần phải đa dạng các kênh phân phối bằng nhiều hình thức, không nên chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào một số hệ thống bán lẻ đang hoạt động. Mỗi tuần giá các loại rau củ quả trái cây lại nhích lên từ 200 đến 300 đồng trên một ký. Cá biệt có những mặt hàng như dưa leo hay khổ qua đã tăng gấp 4 lần so với trước kia, thịt heo cũng tăng lên 20%. Cái giá cả mà hiện như theo như cái mức mà đã cứ như hiện nay mà là cũng như là gia đình của tôi là không thể nào mà lo cho cuộc sống nổi nữa hết trơn. Bây giờ là trên thị trường là tất cả 19 tỉnh miền Đông, Tây, Nam Bộ là đang bị hỏng hết. Là nó đang đội cái giá dưa leo với khổ qua lên cao. Thông thường nông sản khi đến tay người tiêu dùng sẽ đội lên 2 lần do phải qua nhiều khâu trung gian. Trong điều kiện dịch bệnh, giá này sẽ lên cao từ 3 đến 4 lần. Trước thực trạng này, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đang lên phương án tìm thêm nguồn hàng từ nhà vườn để trực tiếp đưa đến tay người tiêu dùng thành phố. Chúng tôi đang có kế hoạch phối hợp với Sở Công Thương các địa phương và các tổ công tác đặc biệt của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương để đưa hàng hóa trực tiếp từ nhà máy, từ nông trại, từ cánh đồng đến tay người tiêu dùng. Hiện nay, khi nhiều nhà máy sản xuất vật tư phụ như bao bì, nhãn mác đều đóng cửa, các nhà bán lẻ bắt buộc phải bỏ ra số tiền cao từ 3 đến 4 lần để mua từ nơi khác. Giá bán ra cũng phải tăng theo. Nhiều nhà xuất khẩu trái cây vì thế đã đề xuất giải pháp hỗ trợ các đơn vị siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giảm giá đầu vào, từ đó làm hạ nhiệt giá đầu ra. Chúng tôi là có lao động, chúng tôi là có nhà máy đạt chuẩn để mà đóng gói, để mà làm những cái cung cấp cái hàng hóa gì đó, thì chi phí nó sẽ rất là rẻ, và cái sự kết nối giữa các hợp tác xã, người nông dân với lại các chuỗi cung cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, để hỗ trợ người dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể mua được thực phẩm với giá ổn định và hợp lý hơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã thành lập trang thương mại điện tử với 37.000 combo gồm một túi 10 kg. Ở đó, người tiêu dùng có thể đăng ký mua hàng trực tiếp thông qua các combo với các mức giá từ 150.000 đến 500.000 đồng. Thì tất cả những cái đó là kết nối để cho hai bên mua bán. Bình quân một ngày thì tổ chúng tôi là kết nối được từ 40 cho tới 50 cái đơn hàng, và cái lượng hàng bình quân từ 200 cho tới 400 tấn cho một ngày. Với việc có thêm nhiều kênh bán hàng, số lượng hàng hóa cung ứng ngày một tăng, lượng tiếp nhận hàng hóa ở các trạm trung chuyển của những chợ đầu mối ngày càng nhiều. Giá cả hy vọng sẽ được giảm xuống trong thời gian tới, theo đúng quy luật của cung cầu. Trưa nay, thì Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam cho biết đã bàn giao cho Bộ Y tế hơn 1,3 triệu liều vaccine AstraZeneca mới nhập hôm 24 tháng 9. Như vậy, tổng cộng đến ngày hôm nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 50 triệu liều vaccine COVID-19 các loại từ nhiều nguồn khác nhau. Hiện đã có hơn 38,3 triệu liều vaccine đã được tiêm, trong đó tiêm một mũi là trên 30 triệu liều, tiêm mũi 2 là gần 8 triệu liều. Việt Nam đặt mục tiêu sẽ tiếp nhận 150 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm nay để tiêm chủng cho khoảng 70% dân số nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng.